dùng kem đánh răng bằng máy, bằng pin, đánh rất là sạch. Và quan trọng nhất á, là nước súc miệng á, là mình dùng loại mà không có màu nha. Tại vì là nếu mà loại có màu á, nó cũng sẽ ảnh hưởng cái răng của mình, nó sẽ làm vàng răng của mình. Đây là nước súc miệng không màu. Thảo bắt đầu một ngày mới bằng việc rửa mặt. Và đây quan trọng nhất là đây là chai nước thần thánh. Thảo gọi đây là cái chai nước thần thánh, thì các bạn gái và các chị em phụ nữ đó đều biết cái chai nước thần thánh này. Và cách sử dụng đó là chúng ta sẽ nhỏ 5 giọt. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Và trong lòng bàn tay xoa nó cho thật là ấm. Và sau đó vỗ lên mặt. Sẽ làm cho da của chúng ta mịn màng hơn và sáng hơn. Các bạn cứ thử sử dụng giống như Thảo đó, là dùng chai nước thần thánh bỏ vào lòng bàn tay của mình và đắp lên mặt, để một bên và sẽ thấy cái bên mà mình đắp lên mặt á nó sáng hơn cái bên còn lại. Sau khi dưỡng ẩm bằng chai nước thần thánh thì mình sẽ dùng tới cái serum dành cho phần mắt. Và đây là cái mỹ phẩm mà nổi tiếng nhất của hãng La Mer, đó là làm cho nó như một cái biên giới vậy đó, ngăn cản những cái tia hồng ngoại hay là những cái tia cực tím hay là những cái chất bụi bẩn nó ảnh hưởng đến da của mình. Nó tạo một cái lớp màng bảo vệ cho cái da của mình, chống lại tất cả những cái gì mà nó có thể xâm hại cho da. Và cái này là kem dưỡng mắt rất là cần thiết. Làm cho da mắt của chúng ta không có bị trùng, không có bị lão hóa, không có bị nhăn. Và cuối cùng là mình sẽ bôi moisturizing soft cream, là cái này mình dưỡng ẩm cho da trước khi mà mình ra ngoài. Thảo thì hơi cẩn thận là tại vì những cái ngày mà có nắng thì sau khi mà dưỡng ẩm xong, mình để một lúc lâu cho tất cả thẩm thấu, xong rồi mình sẽ đánh cái loại phấn chống nắng có sẵn cái lớp nền, nó rất là mịn màng và có thể bảo vệ làn da mình dưới ánh nắng. Và như thế thôi, và quẹt một tí son dưỡng môi lên là mình có thể bước ra khỏi nhà được rồi. Và không quên xịt một tí nước hoa cho tóc. Bao nhiêu năm nay thì Thảo chỉ xài đúng một cái mùi này thôi của hãng Dior, là nước hoa dành cho tóc. Bôi một tí lotion dành cho da dẻ của mình. Mọi thứ lạnh, nhưng mà lạnh á, thì buổi sáng nó sẽ không tốt cho cơ thể bằng nước ấm. Vì vậy thì chịu khó uống nước ấm. Và vài lát chanh. Chanh thì có vitamin C, dùng để giải độc tố cho cơ thể nè, cung cấp vitamin C nè. Và nước ấm vào mỗi buổi sáng nó cung cấp một cái lượng nước, bởi vì khi mà cả đêm chúng ta ngủ, chúng ta bị mất nước do cái hơi thở của mình á, mình bị mất nước rất nhiều vào ban đêm. Thì ban ngày chúng ta dùng một ly nước chanh ấm là cung cấp lại nước cho cơ thể của chúng ta rất là tốt. Nước chanh ấm thì có tác dụng detox cho cơ thể nữa, thải độc cho cơ thể. Ngoài ra đó thì còn một cái có thể là thải độc cho cơ thể nữa mà, và chống cảm cúm nè, rồi chống đau họng nè. Đối với lại ca sĩ giống như Thảo đó thì rất là cần. Các bạn ca sĩ chắc có lẽ là rất là rành về cái món này, đó là mật ong nguyên chất. Đây, Thảo giới thiệu lại với các bạn nhé. Đây là mật ong nguyên chất. Thảo mua cái này ở Whole Foods. Không biết là các nơi khác có bán hay không, nhưng mà Thảo thì thường là mua ở Whole Foods. Đây là mật ong nguyên chất. Các bạn đọc ha, mình có 24 Plus Bioactive. Và mình sẽ ngậm một muỗng mật ong. Mật ong còn có một tác dụng, đó là thải độc tố cho cơ thể nữa và chống cảm cúm. Vì vậy thì trong những cái mùa đông nè, thì những cái lúc mà trời lạnh á, thì mật ong này rất là quan trọng đối với chúng ta, để có thể giữ cho cơ thể chúng ta ấm hơn. Ca sĩ đi hát mà bị đau họng á, thì cái này sẽ là bài thuốc rất là tuyệt vời. Các bạn thử nha. Chanh ấm và mật ong. Có nhiều bạn đó thì
khi mà ngậm á, thì cảm thấy cái này nó ngọt quá hoặc là nó khó ngậm quá đó, thì thường là lấy mật ong pha vào trong nước chanh ấm luôn cũng là một cách. Nhưng mà Thảo thì Thảo thích tách đôi ra để tác dụng của từng cái nó rất là rõ rệt. Và với hạt chia đó thì nhiều bạn biết rồi, hạt chia thì có nhiều vitamin lắm, và quan trọng nhất là có omega 3 nè và có protein. Thì với những bạn mà thích giảm cân, với những ai mà thích giảm cân á, thì khi mà mình uống hạt chia hoặc là mình ăn những cái thức ăn mà nó có hạt chia đó thì giúp cho mình no lâu hơn và mình tránh cái cảm giác đói nhanh quá. Hạt chia đó có rất là nhiều omega 3 nè, có nhiều protein nè, có làm cho cơ thể mình nó giữ cho cơ thể mình nó không có bị đói. Và vitamin là khoáng chất ở trong hạt chia rất là nhiều. Vì vậy hạt chia rất là cần thiết. Quan trọng nhất là hạt chia có thể giúp cho phụ nữ mang thai nè, rồi cho con bú nè, bởi vì có omega 3 nè. Đó, rất là quan trọng. Và giúp cho những người bị bệnh loãng xương hay là hệ tim mạch, rồi giúp cho hệ tiêu hóa, giúp thải độc tốt. Rồi trẻ em cũng có thể dùng hạt chia nữa, mà bằng cách là nếu mà pha vô nước thì khó uống thì mình có thể là mình pha vào sinh tố. Mình làm sinh tố xong mình có thể mình bỏ hạt chia vào. Nhưng mà quan trọng là mình hạt chia là mình phải uống thêm nhiều nước nha. Bởi vì hạt chia khi mà nở ra đó hút rất là nhiều nước. Khi Thảo đi tập thì Thảo dùng một chai này để mà có thể làm cho mình đỡ đói để mình đi tập. Cái này lát nữa một tí nữa nó sẽ nở ra. Nếu mà mình muốn uống đặc hơn thì mình bỏ đặc hơn. Nè các bạn cũng nhìn thấy nè, khi mình để như vậy đó thì hạt chia hút nước. Thì khi mà mình uống hạt chia vào trong cơ thể, mình dùng hạt chia đó thì mình cũng nên uống thật là nhiều nước. Và nước cũng chính làm cho mình giảm cân rất là tốt. Nước một ngày mình có thể mình Thảo nghĩ là bác sĩ cũng dặn là một ngày mình khoảng 8 tới đến 10 chai nước suối này rất là tốt cho cơ thể trong việc giảm cân. Không ngờ đúng không ạ? Nước giảm cân là tốt nhất trong tất cả những cái thực phẩm mà chúng ta dùng để giảm cân. Vì vậy chúng ta rất là cần nước hàng ngày. Và cái này thì bổ sung khoáng chất cho cơ thể mình rất là tốt, và giúp cho hệ tiêu hóa nè, giúp cho xương nè, giúp cho hệ tim mạch nè. Nói chung là hạt chia là rất là cần thiết cho cơ thể của chúng ta hàng ngày. Và Thảo cầm cái này là có thể đi tập gym được rồi. Đây là món ăn sáng của Thảo nha. Đầu tiên là hai quả trứng luộc. Đây là máy luộc trứng. Máy luộc trứng, mình cho thêm một ít nước. Hai quả trứng luộc. Trong suốt thời gian mà Thảo có thai đó thì cái món mà làm cho Thảo ngán nhất á là trứng luộc, nhưng mà bắt buộc phải ăn bởi vì là trứng luộc là rất là tốt cho cơ thể. Mình để đây ha, khoảng nếu mà mình muốn trứng chín được chín á thì khoảng 12 phút là khi mà trứng chín máy sẽ tự tắt, hay không? Rồi bây giờ là mình làm một ít smoothie ha. Một buổi sáng thì hầu như là chúng ta là chuối với táo là những cái trái cây mà hầu như mọi người rất là quen thuộc. Cam, là chuối, táo. Strawberry. Mình sẽ dùng một ít strawberry. Một ít bột protein. Và almond milk.
Okay. Như vậy thôi, chúng ta đã có được một ly smoothie thay cho một bữa ăn sáng. Đầy đủ chất dinh dưỡng. Bạn nào mà thích uống lạnh hơn á thì mình cho một ít đá vào xay ha. Yummy yummy. À, một ly smoothie chuối, dâu, bột protein, sữa almond và hai quả trứng là một bữa ăn sáng của Thảo rồi đó. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi một ngày mới của Thanh Thảo. Đó là ngày mới của Thảo. Còn các bạn bắt đầu một ngày mới bằng cách như thế nào thì các bạn có thể chia sẻ với Thảo nha. Với BB Show, tại sao mà đặt tên là BB Show thì bây giờ Thảo có thể nói với lại các bạn nghe. BB tức là nickname của Thảo là búp bê đúng không? Mà BB còn là chữ viết tắt của bạn bè nè, rồi viết tắt của bà bầu nè, viết tắt của baby nè. Vì vậy thì Thảo chọn cái tên là BB Show bởi vì là mình có thể chia sẻ với nhau những cái cách làm đẹp cho phụ nữ, chia sẻ về cách mà bảo vệ sức khỏe của mình theo tính cách là bạn bè với nhau, mình có thể chia sẻ với nhau nè. Rồi Thảo cũng đã từng trải qua kinh nghiệm là một bà bầu, cho nên là mình sẽ có thể chia sẻ với lại các bạn như kiểu một bà bầu chia sẻ, và mình cũng có thể chia sẻ với các bạn cách chăm sóc baby hàng ngày nữa. Vì vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm quý giá của BB, bởi vì BB là bạn bè nè, bà bầu nè, baby nè, và cũng là thương hiệu của búp bê. Và các bạn có thể liên lạc với lại Thảo qua Facebook Thanh Thảo. Thanh Thảo mà có dấu tích màu xanh nha, có một cái dấu màu xanh, đó là Thanh Thảo thật. Các bạn có thể là inbox cho Thảo nè, hoặc là cũng comments ở trên Facebook của Thảo, bởi vì Thảo sẽ chia sẻ những cái đoạn video này trên YouTube Thanh Thảo Official và trên Facebook của Thanh Thảo. Vì vậy thì các bạn có thể liên lạc với Thảo qua hai kênh đó, hoặc là gửi email cho Thảo ttbb7677@gmail.com để chúng ta cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm về BB, bà bầu, bạn bè, baby và búp bê. Và bây giờ thì Thảo đã kết thúc cái talk show đầu tiên của Thảo trong chuỗi BB Show, và hy vọng là sẽ nhận được rất là nhiều những ý kiến của các bạn chia sẻ với Thảo về việc làm đẹp và về việc chăm sóc sức khỏe nha. Và chúng ta sẽ cùng nhau tốt hơn, khỏe hơn và đẹp hơn mỗi ngày trong những cái clip và trong những cái talk show ngắn mà Thảo cùng với lại các bạn chia sẻ với nhau. Bây giờ thì chúng ta sẽ tạm dừng ở số 1 và hẹn gặp nhau ở số 2. Thảo sẽ chia sẻ với mọi người về cách làm sao để mà đi chợ mua trái cây, mua rau củ quả để làm món smoothie. Trong lúc mà thời gian mà Thảo có em bé đó, Thảo có bầu á, thì rất là nhiều bạn hỏi là chị ơi, sao chị có bầu mà chị không có tăng cân? Tại sao mà chị đến tháng cuối cùng rồi, chuẩn bị sanh em bé rồi mà vẫn không thấy dấu hiệu gì gọi là bị phù mặt hay là bị phù mũi hay là bị phù chân, phù tay, hay là không có thấy chị khác lạ so với lại bình thường. Thảo sẽ chia sẻ bí quyết là Thảo sẽ ăn cái gì và Thảo uống loại nước gì với lại tất cả các bạn, để mà chúng ta tốt hơn hàng ngày nha. Hẹn gặp lại các bạn trong số thứ 2, cách đi chợ và thực hiện smoothie.